Vâng ạ, à, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng. Và hôm nay tôi trở về thị trấn Chư Ti của huyện Đắc Cơ để kiểm tra căn nhà Yến này. Thì từ ngày làm đến giờ thì tôi cũng kiểm tra hai lần, lần này lần thứ hai. Lần trước thì cũng thấy được rồi. Bây giờ là vào cái mùa mưa nên là cũng phải hướng dẫn ông chủ vận hành theo cái mùa mưa một chút, bởi vì nó rất nhiều công sức để làm ra căn nhà Yến và kỹ thuật. Và thưa quý vị, đây là sản phẩm ngày xưa nó tháo ra. Và đi vào đây xem. Ôi bật tắt điện này mà vẫn còn nhiều chim ta. Ui nó còn lóc chóc trong đó. Tắt điện mà còn lóc chóc trong đó. Đi vào đây hướng dẫn là làm những cái gì làm này. Ừ. Ôi. 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 Ở đây cái nhà Yến thì rất tuyệt vời. Cái nhà này là ở vùng Đức Cơ, là cái làm là nó cũng đạt đấy, đánh giá là cũng cùng người là đạt. Như thế này là đạt. À, đợt trước là tháo hết tổ giả nhỉ? Thì còn những cái cũ là nó quẹt rồi thì mới để đúng không? Được rồi. Ống khí này được rồi, không phải chỉnh gì cả. Em tháo đến đây thôi. Đây đây. Nửa tầm đây. Bẻ cái đến đây. Đến đây nè. Để đây thôi. Chỉ là ống khí này được rồi, không phải cứ mùa mưa thì mình thôi thuộc bài đúng không? Mùa nắng thì mình hãm lại, còn mùa mưa thì mình mở ra là được rồi nhá. Này được rồi, được chưa? Nắng quá hãm lại. Nó mưa đang sáng. Dễ chỉnh hồ, dễ vận hành không? Đấy. Không có cái gì đâu. Như này được rồi, không phải lo nghĩ gì đâu nhá. Bây giờ làm tổ thì nó lại ở dưới trường đấy. Làm tổ á? Thích ở dưới rồi. À. Con này nào trường chết thì tâm kia rồi. Đâu? Kiểm tổ. Nó không phải. À, lúc nào ấy là chú rảnh ấy, anh chỉ chú này này, à, chú đập cho anh cái lỗ ở trên này này, ở trước một cái góc nhà ấy, lỗ chân khí ấy, ý là bỏ ra đập chân ấy, đập cái chân thế này để cho nó thoát khí ra nó mạnh hơn. Ở đây hả? Đôi khi một cái chân này nó không đủ. Đây này, em ơi, anh chỉ này. Cái lượng phân nó nhiều ấy em. Dạ. Em đập cho anh cái chân khí từ đây khoảng 20 cm, chỗ này là khoảng tầm là 50 cm, sang đây nha. Ở cả mươi đây. Để điều khiển cái nhiều quá. Thành ra rồi. Cục phân. Đập cái đó ra nó sẽ xử lý được nhé. Quá nhiều luôn. Là đi dặn trong một đường. Nhiều kinh. Dặn trong đường này luôn. Hả? Đó tổ này. Mày đều hết em ơi. Đều hết rồi. Chỗ nào đều hết. Dọc không được. Quẹt này. Thấy âm du nghe đều, làm đều ha. Nghe sướng. Đấy làm lại đây này. Đấy, làm lại này. Mùa này này nó đang rũ cái lông này này, nó đang đi gấp đôi, nó có thể nhìn thấy cái cá thể của nó giảm nhưng không phải đâu. Đấy, nó đoán gấp đôi chứ không phải là nó gấp đôi này để mình làm tổ ra, nó gấp nét là một chỗ em. Chim bây giờ mùa này không chơi ngoài chơi nhà luôn.
nhà em là không có chơi được, nhà em nó đủ bầy đàn rồi không có chơi nhá, nghe chưa? Ừ, nó đến nó vào ngay, nó bắn cái tên đi. Ôi ôi, kinh quá trời ơi, nhà như thế này, bắt được năm lại nhiều. Đây ừ, đấy tháo mấy cái, ừ, tháo mấy cái co đó ra nhé, mấy cái co ở cái ấu khí á. Và thưa đây, quý vị này, ở đây tôi lên tầng 3, tầng này là cái nhà yến này, đây làm là đơn giản không? Đây tôi làm là được được lắm, chưa được tên không? Được rồi. Tháo mấy cái co này ra nhá. Ok đấy nhé, tháo cái co dài ra để nó bơm mỏng à, bơm mỏng thì nó trung hòa ha. Đấy mùa nóng hãn vậy thôi, chắc là qua cái mùa nóng rồi là ok mà. Đấy thôi, vận hành cực kỳ đơn giản. Nên quý vị thấy là nó cực kỳ đều chim, cái nhà yến nó vào có thể đều chim tất cả các cái góc cách, nó phải đều như thế này này, nó thích đấy. Đức cách trở thành mùa mưa rồi đúng không? Mùa nắng qua một mùa nắng rồi giờ sang một mùa mưa nữa là ok đúng không? Là biết cách vận hành rồi đơn giản mà có gì đâu, không phải làm cái gì. Để cho quý vị giờ nó rất là đều chi, sự rất là mừng cho ông bà chủ. Giờ cái này em cũng phải đập cái chân khí cho anh nhé, nó nhiều mùi phân quá rồi. Chân khí này. Đây này. Đập cái nốt khí ra. 40, 50. Làm ra đi nhé. 40, 50. Là đây này, làm ngay đường này luôn này. Đấy, cái này này. Đây, đấy. Để cho nó đẩy cái khí ra thôi, không có gì cả. À, quẹt rất là đều. Mà đợt này nên tỏ đều, nhành nhọt hết này. Chỗ nào cũng có này. Đấy. Mình mới lấy được một lứa mà. Mới được một lứa chỗ nào cũng có tỏ hết. Đầu nào cũng quẹt hết. Lấy lại một lượt là làm lại đấy, là bây giờ làm lại là tổ to nhé, không có sợ như trước đâu. Đều phần đều hết nhà đây này, chúng mày thấy thì mình có cái nhà yến nào phân nó đều này không, nhà nào cũng đều, chỗ từ A đến Z luôn, nó đều, nó dọc cái đường này luôn, sướng làm này sướng. Đấy cái kho này nó cứ để dự phòng ở đây thôi, là nên sang mùa nắng mùa mưa mình chỉ cần úp mở thôi, được chưa, đâu phải làm gì đặc biệt đâu, sướng. Vận hành cho anh Yến này đơn giản lắm, không có gì khó khăn cả. Và nếu như mùa mưa này thì một số nhà Yến thì nó có hơi hiện tượng ẩm hơi cao, thì các bác mở ống ra, ẩm hơi cao thì mở ấm ra, mở ống ra thì nó sẽ không có múc phân và chim nó sẽ không có gì thật cái mặt. Đôi khi nó di chuyển cái mặt ấy, mới đi ghép nó đến những mùa sinh sản nó hay ghép đôi này. Nhìn qua là như cái tổng lượng đàn có thể là giảm đấy, tổng lượng đàn nhìn có thể là giảm đấy. Thứ hai là những nhà yến mà làm đã được một năm rồi nó nhiều chim rồi thì nó vào nó không có chơi nữa, đấy là quý vị có thể là nhầm lẫn cái sự nó giảm đàn, hoặc là những cái vị trí nó nhiều, cái vị trí nó đậu thì hôm nay nó đậu thì ngày mai nó không đậu, mai nó không đậu thì mình mở nó giảm, nhưng thực sự nó di chuyển vị trí để làm tổ không có gì cả. À, nó đều những cái này thì quý vị thấy đều rồi. Hả? Nước kẹt. Mùa này cũng cay. Kẹt. Đẹp lắm. Phần chỉ đẹp. Sướng. Cái nhà chim độ đẹp phân như thế này. Đây được 5 mẹ luôn đấy nhỉ? Được 5 chứ? Từ ngày đi sửa lại trong 9-10 tháng. 10 tháng chứ nhiêu? Thế này đi bán này nhá. Chúc mừng ông chủ nhá. Tôi hôm nay nhà này tôi giải cứu nhưng mà tôi vẫn đến thăm. Tôi mới đến thăm con cái nhà yến này, là tôi lên không có gì thời gian nên tôi đi thăm là 2 lần, nhưng mà đến cái nhà yến mà nó phát triển nó này là cực kỳ là vui.
và luôn luôn là chia sẻ những cái kiến thức vận hành này với quý vị. Nhà này thì là 523 sàn. Rồi xong rồi đó. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị một cái chương trình video kế tiếp. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.